không quen biết nhau từ trước và cũng chẳng phải vì mâu thuẫn thù hằn nghiêm trọng gì. Nhưng nam thanh niên mặc quần trắng đã bị người đàn ông này đánh chảy máu và gãy cả răng. Nguyên nhân chỉ từ những xích mích nhỏ khi tham gia giao thông. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 phút tối ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nam thanh niên quần trắng lái ô tô lưu thông trên đường Khuất Duy Tiến theo hướng đi Nguyễn Xiển. Khi đến khu vực quay đầu, đoạn trước khu tập thể C2, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, thì phát hiện một xe ô tô bán tải do một người đàn ông cầm lái đang dừng đèn đỏ để chờ đi thẳng ở lối rẽ trái. Qua nhiều lực đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe bán tải vẫn không di chuyển khi các phương tiện phía sau bị ùn ứ. Lúc này, nam thanh niên xuống xe, tiếng là nhắc nhở thì đôi bên xảy ra cự cãi. Sau một hồi cãi vã, bất ngờ tài xế xe bán tải lao vào đấm túi bụi vào vùng mặt của nam thanh niên, khiến nạn nhân bị chảy máu và gãy răng, phải nhập viện điều trị. Còn tài xế xe bán tải lái xe rời đi. Công an quận Thanh Xuân cho biết đơn vị này đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các bên liên quan để làm rõ.